Hội đồng đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh vừa công nhận 23 sản phẩm của 15 chủ thể sản xuất đạt từ 3 sao trở lên. Cụ thể có 8 sản phẩm đạt 4 sao là Thanh Nhãn Bạc Liêu của doanh nghiệp tư nhân Thanh Nhãn Bạc Liêu, xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu, Tâm Sú thành phẩm sao hấp của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu thủy sản Tùng Loan, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, muối tiêu Bạc Liêu, muối ớt Bạc Liêu, muối tôm Bạc Liêu, muối chay Bạc Liêu, muối hạt Bạc Liêu, muối ớt Bạc Liêu của công ty cổ phần muối Bạc Liêu, xã Long Thành, huyện Vĩnh Lợi. 15 sản phẩm đạt 3 sao là tổ yến sấy khô của cơ sở nuôi và chế biến yến sào Minh Quang, phường 5, thành phố Bạc Liêu, mắm tôm thẻ của cơ sở Cô Út, xã Phước Long, huyện Phước Long, khô tôm thẻ ướp gia vị, khô tôm sú ướp gia vị của hợp tác xã Thiên Phú, xã Phong Thành Tây A, huyện Phước Long. Các chủ thể sản xuất được Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP có logo và thứ hạng sao sản phẩm OCOP để in ấn trên bao bì theo đúng quy định hiện hành. Kết quả chứng nhận xếp hạng có giá trị trong 3 năm kể từ ngày quyết định được ký ban hành.